Thanh Sơn Khả Ngân là cặp đôi được đông đảo khán giả đẩy thuyền trong thời gian qua. Trên trang cá nhân, Khả Ngân đăng tải bức hình tình bể bình bên Thanh Sơn phía sau hậu trường phim khiến dân tình xỉu up, xỉu down. Nàng tựa vai chàng đầy tình tứ với biểu cảm nũng nịu cực đáng yêu. Nhìn khoảnh khắc này ai cũng phải công nhận cả hai rất xứng đôi. Không còn giữ khoảng cách, thời gian gần đây Khả Ngân Thanh Sơn thoải mái tương tác với nhau nhiều hơn. Trong phim, cặp đôi được nhận xét diễn như không diễn bởi sự ăn ý diễn xuất của cả hai đạt level đỉnh cao. Liên tiếp lộ những khoảnh khắc ngọt hơn mật, dân tình vẫn ra sức đẩy thuyền cặp đôi. Khoảnh khắc trên đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng khiến khán giả thích thú. Khả Ngân cho biết cô đang hạnh phúc khi khán giả dành nhiều tình cảm cho mình. Nữ diễn viên cho biết, nhiều khi Ngân quay sang hỏi anh Sơn là anh có cảm mến em không? Chứ mình nói thích thì kỳ quá. Đương nhiên anh sẽ nói có và bản thân Ngân cũng như vậy. Nhưng vấn đề là anh cảm mến em hay em cảm mến anh vì danh hay châm anh hay Ngân, Sơn. Việc đó mình nghĩ nên tự rạch ròi chính bản thân và chỉ có mình biết thôi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.